Thưa quý vị, Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre đã ban hành thông báo số 5 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Theo đó, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết âm lịch năm 2022 liền 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần từ thứ bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Đối với các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của cơ quan đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp về việc treo cờ tổ quốc, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên toàn tỉnh, treo cờ tổ quốc từ 17 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị bố trí lực lượng trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo xử lý thông suốt những vấn đề phát sinh đột xuất, nhất là về phòng chống dịch Covid-19, an toàn trụ sở cơ quan đơn vị trong những ngày nghỉ.